Thao trường Tiên Phong một ngày cuối tháng 10 càng nóng lên với tinh thần, sự quyết tâm tham gia diễn tập của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 315. Theo tình huống giả định, sư đoàn 315 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng ngăn chặn, tiến công tiêu diệt địch đổ bộ. Để cuộc diễn tập đạt được mục đích yêu cầu đề ra, từ nhiều ngày qua, đơn vị đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, triển khai cơ động lực lượng và triển khai đội hình chiến đấu. Từng chiến sĩ đã vận dụng linh hoạt những nội dung được huấn luyện vào thực tế nhiệm vụ cũng như quá trình chiến đấu trên thực địa. Được sự giúp đỡ, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan quân khu, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã nỗ lực cố gắng làm tốt công tác chuẩn bị. Mặc dù điều kiện thời tiết mưa bão, nhưng với sự quyết tâm của Thường vụ Đảng ủy chỉ huy sư đoàn, các cơ quan đơn vị đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị. Qua cái diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và sáng ngày hôm nay tổ chức bắn đạn thật, thì được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, các cơ quan quân khu đánh giá cao. Sau khi có lệnh, các hướng mũi tiến công của tiểu đoàn bộ binh 2 trung đoàn 143 đồng loạt xung phong chiếm lĩnh trận địa. Được tăng cường hỏa lực mạnh của trung đoàn, đơn vị làm tốt công tác hiệp đồng, chớp thời cơ, chế áp và nhanh chóng tiêu diệt các mục tiêu ngay từ đầu. Từng phân đội đã nắm vững hình thái chiến thuật, nhanh chóng cơ động tiến công từ nhiều hướng. Quá trình tham gia bắn đạn thật, công tác tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng được tiến hành chặt chẽ, xử lý tốt các tình huống. Bộ đội đã làm chủ vũ khí trang bị, thuần thục động tác kỹ thuật, chiến thuật, tác chiến chủ động, độc lập, hiệu suất cao và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Trong đợt diễn tập này, tôi được biên chế khẩu biên mốc và được bán ở tuyến chuẩn bị. Tôi rất là vui và tốt khi tiêu diệt được mục tiêu, giúp cho đơn vị hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ của trên giao. Cuộc diễn tập là dịp để các cơ quan quân khu kiểm tra đánh giá trình độ, năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cán bộ các cấp đơn vị, qua đó rèn luyện bản lĩnh, trình độ kỹ thuật, chiến thuật, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.